Theo tìm hiểu của phóng viên Bản tin Nhà đất và Đầu tư cho thấy, tình trạng một căn hộ chung cư được giao bán nhiều giá xuất hiện khá phổ biến. Nguyên nhân là nhiều môi giới đã hợp đồng trước với chủ nhà về giá thu về, còn môi giới sẽ tự giao bán theo giá của họ. Thậm chí, môi giới còn tăng giá cao vọt lên để đến khi thương lượng sẽ bớt xuống, đánh vào tâm lý người mua được giảm nhiều sẽ xuống tiền ngay. Do đó, người mua nhà bất kỳ trong thời điểm nào cũng cần kiểm tra kỹ giá từ các nguồn tin cậy mới nên mua.